Mới đây, công ty giải trí đình đám xứ Hàn SM Entertainment vừa ra thông báo loại thành viên TI của nhóm nhạc NCT vì thành viên này đang bị điều tra hình sự vì phạm tội liên quan đến vụ án tình dục. Người hâm mộ vô cùng bất ngờ vì SM đã đi trước đón đầu, thẳng tay thông báo loại trừ nghệ sĩ. Còn trước cả khi báo chí đưa tin, cảnh sát công bố điều tra, các bên đưa ra bằng chứng, công bố tình tiết vụ án, như các vụ án liên quan đến idol Hàn Quốc như thường lệ. Một số người đánh giá đây là nước đi thông minh của công ty SM nhằm giảm thiểu tối đa ảnh hưởng tiêu cực đối với các thành viên còn lại của nhóm nhạc NCT, cũng như đối với cổ phiếu của công ty. Fan của thành viên này nói riêng và cả nhóm NCT nói chung đang vô cùng sốc vì thông tin bất ngờ này và cũng vì hình tượng thành viên này xây dựng trước giờ là hiền lành và có phần trầm lặng. Xin chào, đây là SM Entertainment. Chúng tôi vừa xác nhận rằng TI đã bị liên đới vào một vụ án hình sự liên quan đến tội phạm tình dục. Trong quá trình xem xét tình hình, chúng tôi nhận ra rằng vấn đề này rất nghiêm trọng và chúng tôi đã quyết định rằng TI không thể tiếp tục hoạt động trong nhóm nữa. Chúng tôi đã thảo luận vấn đề này với TI và đã quyết định rằng cậu ấy sẽ bị loại khỏi nhóm. Hiện tại TI đang hợp tác thành khẩn với các cuộc điều tra của cảnh sát. Chúng tôi sẽ chia sẻ thêm các tuyên bố khi cuộc điều tra tiến triển. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự tranh cãi do nghệ sĩ của chúng tôi gây ra.